Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series con The Conjuring House nhé. Ok, trước khi vào video, mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé, bằng cách like và share trên tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký, bấm đăng ký đi. Ok, tập trước là mình phải ngưng bởi vì trong cái thế giới của cái mặt nạ nó nhiều cái hiệu ứng quá, cho nên là quay nó sẽ bị giật. Thì sau khi mà mình thoát ra rồi, mình đốt luôn cái mặt nạ rồi, thì nó cho mình một cái chiếc chìa khóa để mở cái căn phòng mà bự nhất ở bên dưới tầng hầm. Nên là tập này là mình phải đi xuống dưới mình mở luôn. Và mình biết được luôn là cái antifact cuối cùng rồi, antifact cuối cùng là xác xác của bà vợ ông chủ nhà. Nó nằm ở bên dưới cái tầng hầm. Là bây giờ mình phải đi xuống dưới đó đây. Ok, mới vào game cho nên là mấy cái map nó loát chưa có kịp đó mà. Tầng hầm thì cứ vẫn như ngày nào, vẫn là những tiếng ghê rợn. Ok, mình vô đây mình xếp chứ đã. Còn có hai cục pin nè. Nhưng mà mấy khúc này là sắp phá đảo rồi cho nên là mình cũng chẳng cần nhiều pin lắm đâu. Khúc này có thể tắt đèn được rồi bởi vì nó sáng mà. Thứ nhất là ông chủ nhà này rất là giàu mà có nguyên khu mỏ cho nên là xây hẳn nguyên cái căn hầm. Xây hẳn nguyên cái căn hầm luôn. Một cái nơi mà để người ta như là lăng mộ để chôn cất cả bà vợ luôn mà. Ở trỏng nó còn nhiều cái ngôi mộ khác nữa. Xuống đây cái effect nó nhiều lắm. Thằng nhân vật của mình bảo là nơi này y hệt như là giấc mơ, y hệt như trong cái giấc mơ mà mình thấy được là lúc mà mình ở trong cái mặt nạ. Là trong cái mặt nạ là mình đã đi qua cái chỗ này rồi. Trong cái mặt nạ nó nhiều effect lắm, tới cả 1.000 con gián luôn mà, bởi vì nó lắc máy lắm. There Đây đây cũng chính là cái con ma mà nó hay đuổi mình đây. I gotta find a way to burn this body. There must be a torch somewhere. Bây giờ là mình cần phải tìm cái đuốc bằng gỗ. Sau đó đốt luôn cái xác của bà vợ là cái artifact cuối cùng. Ở đây có một cái hộp này, nó cho mình thêm cái bùa nữa. Ok, lúc mà mình ở trong giấc mơ là mình đã bị mất một cái bùa rồi, bị mất hết bốn cái bùa. Bây giờ là mình chỉ có một cái bùa thôi cho nên là rất là khó để chơi nha. Gotta light it up. Cái bây giờ là mình cần phải có lửa, nhưng mà mấy có một cái chế chiêu đó là ở đây rất là nhiều nến nhưng mà mình lại không có thể châm được.
bắt buộc mình phải ra cái lò sưởi để mình chăm. Game nó thích làm khó người lắm. Còn một lá bùa thì rất là khó sống nha. Ok, vô đây xếp đi nè. Tại cái cây đuốc cũng không phải là những cái vật phẩm mà gọi là hắc ám, cho nên là vẫn có thể xếp được. Trong phòng, cái căn phòng đó thì nó che hết mà. Nói chung là những cái món đồ mà hắc ám nó còn chặn nữa cơ. Nếu không phải là mình muốn mở cửa là mở đi liền đâu. Những cái đồ vật mà nó có phép thuật, nó có hắc ám á thì mới không thể vô được phòng sếp. Như những cái bùa vodo hay là mấy cái artifact đồ. Ở đây có cho mình thêm một pin. Đúng không? Bây giờ mình có đi cái phòng nào cũng vậy thôi, cũng sẽ bị đóng cửa lại, cho nên là mình biết một cái khu vực mà mình có thể đánh lừa đó được. Một cái cửa phòng mà mình có thể đánh lừa nó được. Nói chung là có thể là tập này là cũng phá đảo luôn á. Chạy vô đây xếp đi đã. Nói chung là phải xếp đều đều á, tại đỡ phải chết. Ôi. Nhân vật của mình nó yếu lắm, nó không có chạy lâu được. Bây giờ đi bằng cái đường này vô nè. Cái lò sưởi này thì nó có một cái đường đặc biệt. Nó không có nằm ở cái phòng nào hết. Ấy, chạy lố rồi. Bây giờ là cái con ma nó không có ra, nó chặn mình sớm đâu. Thì khi nào mà mình đốt được cái đuốc rồi á, nó bắt đầu nó mới ra, nó chặn mình. Đây, cửa đằng này. Và mình chỉ có một lá bùa thôi. Là nhá, mình cầm đuốc là mình sẽ không vô được phòng sếp đâu. Bây giờ chỉ có một là chạy thẳng thôi. Chỉ có một việc duy nhất là chạy thẳng xuống dưới cái phòng kia và đốt luôn cái xác. Chứ chẳng có thể nào mà vô được phòng sếp nữa. Bây giờ là chỉ còn là cuộc đua thôi. Nó chặn đường đi. Mình chỉ có một cái con đường đó thôi.
Ồ, nó chặn đường đó à. Thì thôi hoành lại đường này. Ủa sao cửa đó lại mở thôi? Cửa hả? Nó chặn đường kiểu này là khó chơi lắm. Ok. Nó xuất hiện góc đó thì được. Nó xuất hiện góc đó thì mình có thể lẻn qua được, đừng có để nó bắt chúng là được rồi. Để thằng nhân vật mình nó lấy lại nhịp thở đi đã. Không xếp sẽ không vô được. Ô. Cửa. Nó cứ chặn đầu mình là thế nào vậy ta? Ok, bây giờ là cái khúc là chỉ còn có đốt đốt cái xác của nó nữa thôi, cho nên là nó ra nó chặn ghê á. Rồi mình cũng hết bùa rồi. Rồi mày xuất hiện ở đó là sai lầm. Kiểu gì mình đi xuống dưới nó cũng sẽ nhảy ở đằng dưới. Đó biết mà. Mở cửa ra nhanh lên. Đua nào. Lúc này nó diễn biến nhanh. Đây là máy nó chịu không có nổi. Với lại cũng sắp kết thúc rồi cho nên là nó vậy. Cửa hả? Thật sự luôn nó dí rất là dai nha. Ở đây là biết chắc gì nó không thể chặn nữa. Nó chặn liên tục và nó không có gì. Nó đứng đầu đó, mình có thể chạy đầu này. Xin lỗi chị. Nhưng mà ai bét hơn ai cũng chưa biết nha. Ok. Cái chỗ này nó có chỉ có một đường đi à. Cho nên là nó kiểu gì nó cũng sẽ nhảy ra đằng trước. Nó nhảy ra đằng trước thì không có đi được. Nó có bùa nữa. Dài thế. Mất rồi. Cái con nó mỗi lần mà nó xuất hiện giống như là nó kéo màn hình của mình vậy. Bây giờ là cứ quay đầu lại chạy, quay đầu lại chạy. Cứ vậy hoài thôi. Chứ không có làm gì được nữa đâu.
Bây giờ là chỉ cần mình tới cái điểm đó là nó sẽ ra, tới cái điểm đó là nó sẽ ra. Đáng lẽ bây giờ có cái bùa thì nó ngon quá, không biết mấy. Nó xuất hiện giữa đường mà. Hay là mình sẽ chạy ra ngoài, mình chạy ra ngoài mình đuổi. Gì vậy? Ok thì cuối cùng mình cũng tới được cái ấy rồi, cái xác. Bây giờ là chỉ cần đốt cái xác nữa là xong thôi. Cái artifact cuối cùng. Tới giờ này mà nó vẫn còn ra, nó đẩy mình nữa cơ. Vậy là xong hết chưa? Mình đốt cái xác luôn rồi. Cái lửa nó cháy là không phải là lửa màu đỏ như bình thường nữa, mà lửa nó cháy, lửa nó cháy màu xanh dương luôn cơ. Và người của con này nó đang bốc cháy này rồi. Vậy là xong rồi đó. Vẫn chưa chết nữa. Cho nó biến thành cái con quỷ thần châu rồi. Ok, vậy là mình có một cái giả thuyết, đó là bà vợ của ông chủ nhà này nè, là theo theo một cái hội kính, một cái hội đồng quạ. Bây giờ là chỉ còn ra về thôi. Thì bà vợ theo hội đồng quạ, bả hình như bả là tù trưởng luôn á. Bả là người lãnh đạo, và mấy cái hòm xung quanh cái mộ của bả là môn đồ của bả hết á. Nghĩa là bả có bốn cái món bị phù phép. Giúp cho bà, nếu như mà sau khi mà bà chết rồi á, chết ở thể xác rồi bà vẫn còn tồn tại ở dạng linh hồn, và bắt đầu là đi tiếp tục đi thu thập linh hồn. Còn những cái con quỷ đầu dê là những cái vật hiến tế của bà, nghĩa là thú cưng của bà thôi. Cái bóng đen đó rồi chắc là mình cũng chẳng thoát được đâu. Kiểu gì cũng bị bắt à. Finally. Cuối cùng. Ác mộng cũng đã kết thúc. The nightmare is over. Đi thì đi nhanh đi, ra khỏi được căn nhà là thoát rồi. Tại bả chỉ có chi phối được ở bên trong căn nhà thôi, không có thể chi phối được ở bên ngoài. Ok, vậy là cuối cùng là mình cũng bị hạ hết. Bạn mình rồi, cả mình nữa. Nghĩa là vẫn còn một cái món bảo vật nào đó khiến cho bả vẫn còn sống được. Và ok, chắc là video này mình cũng dừng tại đây thôi nhé. Thì nếu mà bạn nào hay nhớ để lại một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé, vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa.
Thì cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.